Quân rồi và chị bơi Minh Hoàng. Vâng, quân này nhìn thì có vẻ là còn đánh được chứ thực sự lúc nãy quá tù. Vâng, Kala xung đánh với Persia. Vâng, đấy là những game thủ vâng có độ lầy lì lợm rất cao như game thủ Chi Boy hay game thủ vâng N1 thì còn đánh tiếp chứ là tôi mà tôi đánh G như thế nhá. Tôi quyết luôn cho nó mát. Cháy về cối mệt cả người. Vâng, đây là 5/8 tới từ game thủ Chi Boy và bài cầm Minoan. Với đợt Phonesia trong tay của game thủ N1 là người cầm phô. Chúng ta sẽ đến với trận đấu này với màn hình máy của game thủ N1. Trước khi vâng đến với màn hình máy của game thủ Chi Boy sẽ là người đánh chém cao. Tất nhiên rằng với việc map 22 như này thì nếu như bài Minh Đoàn quá kín thì Chi Boy hoàn toàn có thể đánh cung A. Vâng, Min Pho đối đầu với AC Min. Pho và AC sẽ là hai quân cân nhắc. Chúng tôi vẫn đánh giá rằng AC cửa sẽ hơn Pho Nation một tí tẹo thôi. Còn một tí đẹo trong map la này. Vâng, còn 2 min thì là cân nhau rồi. Chúng ta không bàn đến mà chúng ta đây là một kèo cân và chúng ta cùng chờ đợi xem bài đến từ các thành viên của phía KTV nó là như thế nào. Đây là bầy hiệu 5 con dành cho game thủ nó 1. Còn đồ ăn gì không? Vâng, với việc có min, có Phonation trong đội hình thì các thành viên của phía KTV sẽ có những sự lựa chọn hơn. Với bài Minoan của Chú Bòi kín hoàn toàn thì Chú Bòi có thể đánh cung để cho Phonesian trong tay của các thủ đô một đánh chém. Đấy là nếu như bài của Minoan thật sự kín và đẹp. Nhưng đây là một trận đấu mà nhiều khả năng rằng, vâng tôi nghĩ là không phải nhiều khả năng mà chắc chắn rằng game thủ Chú Bòi sẽ phải là người đánh chém mà thôi. Vâng, 100% là Chú Bòi sẽ đánh chém bài này. Màn hình máy tới từ game thủ đô 1, 14/16 dành cho đô 1. Đây là một trận đấu mà đô 1 vâng có thể sẽ có những tình huống mà cả hai nhà phía KTV hoàn toàn có thể đánh cung, à rồi cả hai nhà cùng đánh chém, cả hai nhà cùng đánh chém để tạo những lợi thế ban đầu. Còn sau đấy chuyển cái gì thì chuyển, vâng Phoenicia đánh chém, Minoan đánh chém cũng được và sau đấy sẽ dồn lên cho Minoan có thể lên được cung A, cũng là một chiến thuật mà tôi nghĩ rằng có thể thực hiện được ở trong map 3. Vâng, việc đánh cung vờ Phonesia để đối đầu với cung vờ AC thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều gì đấy mà cũng là tương đối khoai. Khi mà cung vờ AC là một đạo quân khả năng phát triển không thua phô, và cung vờ AC là một đạo quân được cộng thêm 30% tốc độ bắn, là cung cực kỳ thuyền trong đời 3. Sự dân của AC cũng là một đạo quân có thể nói là cực kỳ thuyền trong đời 3. Và nếu như Phonesia trong tay của game thủ nó một muốn đánh cung thì cần phải một bài đẹp và một bài lực thật khỏe, vắt được 5 ai ở đầu thì tôi nghĩ rằng mới sẽ có thể vẫn có lợi thế trước một game thủ cầm ACDN ở trong map line như thế này. Hoặc là đánh lạc đà luôn từ đầu thì cũng sẽ là rất hay. Chúng ta hãy cùng chờ xem các thành viên của bên phía team KTV sẽ đánh cái gì ở trong trận đấu này. Và một tình huống câu hai voi từ khu vực có lẽ rằng ở một khu vực đất nước xa xôi nào đó, bằng Campuchia hoặc Lào đấy. Một tình huống câu hai voi đến từ Lào đến từ game thủ nó một. Vâng, thành công ư? Vâng, đây một tình huống có thể xem như là highlight cho game thủ nó một. Vâng, còn voi bay đầu rồi. Vâng, thành công. Không tin nổi đến từ game thủ nó một. Đây một tình huống câu hai voi từ rất xa và thành công. Vâng, đây có còn là No 1 hay không? Chúng ta hãy cùng chờ lại xem. No 1 đã không còn là chính mình. Nhưng đây là một trận đấu một quân của vâng nghe thủ No 1 đó về thì bên họ dò rất vâng đang dò rất ít và lên đời cũng là cực sớm dành cho hai thành viên của phía team Thái Bình.
25/28 một trận đấu vẫn đánh chém tới từ game thủ nó 1. Ok, cũng là một bài mà tôi nghĩ rằng hợp lý thôi với bài cầm Valencia. Thiết kế thêm một chiếc VS nữa thì có thể ăn vàng một cái chuẩn chỉ hơn. Vâng, gặp luôn nhà của game thủ cầm đây là nhà của game thủ cầm AC. Vâng, nhà AC và đánh cung. L2 dành cho game thủ nó 1. Vâng, đây là những cái ruộng trong tay của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh muốn vẽ ruộng ở nhà, nhưng đây là những con giò công giáp đầy đủ dành cho game thủ nó 1. Vâng, con giáp đầy đủ, con giò cũng đầy đủ như thế. Bắt đầu là con giò rất khó chịu. Vâng, các bạn thấy một dân nằm xuống. Vậy là con giò thứ hai. Vâng, hai dân ít máu đấy. Không, như vậy là game thủ vâng nó 1 chúng ta quyết định vâng tạm thời bỏ qua và dò các địa điểm khác của game thủ Hồng Anh. Đây là hai lời bắt đầu và Hồng Anh là người chưa lên đời. Vâng, đã chuẩn bị xin ra hai người lạc đà. Một tình huống rất nhạy cảm. Tách một lạc đà vào anh ơi. Vâng, mới ăn được hai dân của đối phương thôi đấy nha. Dân lờ thứ hai. Hồng Anh vẫn đang chưa có bánh xe. Vâng, chắc chắn có một tình huống phải đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh nhớ được một con lạc đà, nhưng đây là con lạc đà công sát. Vâng, vào được trong tình huống này rồi. Vâng, vào được rồi. 28/28 thật là của Hồng Anh vẫn đang chưa có bánh xe. Vẫn chưa bánh xe. Không, Hồng Anh về cũng rất nhanh và những bay gô như là một tình huống. Hồng Anh cũng đã có bánh xe rồi. Nhưng rằng lực của Hồng Anh có đủ để có thể bắt được 4 A đều trong trận đấu này không thì chúng ta phải xét. Tôi nghĩ là không thể dành cho game thủ Hồng Anh trong trận này. Florentian trong tay của game thủ nó 1 vẫn đang chém rất hay với nhà game thủ cầm AC. 3 dành cho game thủ Hồng Anh mà thôi. Và đây là một tình huống mà game thủ Hồng Anh cũng sẽ chỉ có được 3 cái ruộng như tình huống này. Vâng, pha chạy dần không thành công, pha về. Nhưng đó là một pha về không thành công tới từ game thủ nó 1. 31/32 nó 1 vẫn đang 2L bắt đều. Và toàn bộ các cơ sở ăn ruộng của game thủ Hồng Anh đều đã bay. Hồng Anh có thể sốc bước bao nhiêu con cung R như tình huống này, chúng ta cùng chờ đợi. Tân quân đầu tiên 1 cung R mà thôi đến từ game thủ Hồng Anh. Không, đó là hạ vâng, đó là 2 tân quân 6 con. Vâng, Hồng Anh cũng đang giấu những con cung R của mình rất tốt. Nếu tưởng rằng Hồng Anh không sóc được quần nhưng không, Hồng Anh vẫn có thể sóc đều được khoảng 2 tân cung R 3 con của mình. Chúng ta đến với mảnh máy của game thủ Chí Bon. Đây là một thế trận ưu dành cho game thủ nó 1 khi mà đứng trước một bài. Vâng, khi mà đứng trước một bài đánh vâng cung R của game thủ cầm AC. Vâng, và đóng A phía bên trong dành cho game thủ Hello Chí Bon. Vậy theo những gì mà tôi dự đoán bắt đầu thì đây là một trận đấu mà vâng nhà Milan khung thì vâng thì Fonesia hoàn toàn có thể đánh chém được bàn máu cho Milan. Nhưng đây là một trận đấu mà vâng nhà của Milan đâu có khung lắm đâu. Các bạn thấy là muốn khung nhà được thì game thủ Chiboy đang tốn quá nhiều lực. Vâng, chiếc A thứ hai dành cho game thủ Chiboy. Và đây là một tình huống bị ôm quần. Chiboy không có quần thủ nhà. Vâng, việc đánh cung A ở trong map line như này là một việc làm cực kỳ khó khăn, pha về nghe khó chịu đến từ thành viên của phía team Thái Bình. Nhưng đó là một tình huống về nghe rất hay dành cho game thủ Chiboy. Và tiếp tục đó là một tình huống về nghe hay nữa đến từ game thủ Chiboy. Và tiếp tục là một tình huống không hay đến từ game thủ Chiboy. Lại đà nó chui phía bên trong và vâng những con đồng dân của game thủ Chiboy là chưa có bánh xe. Vâng, mặc dù đây là một trận đấu mà game thủ Noble đã chém rất tốt nhưng vẫn đang là tương đối khoai sắn dành cho thành hai thành viên của phía team Thái khi mà game thủ Chiboy vẫn đang chưa có những đơn vị quân để thi đấu trong tình huống này. Lạc đà của game thủ nó 1 dường như là không đủ. Vâng, lạc đà của game thủ nó 1 dường như là không đủ để có thể cứu được nhà của game thủ Chiboy. Vâng, chúng ta quay trở lại với máy của game thủ Chiboy rồi. Làm lại đang nhỏ dần ít dần. Vâng, không bánh xe. Lạc đà của họ là quá đông. Vâng, với việc vâng lên hàng qua hôm nay đương nhiên là người cùng đánh với đấy, chú Boy đó là game thủ Chí Công sẽ vâng thỏa sức và bắt lạc đà trong trận đấu này. Lạc đà quá đông dành cho game thủ Chí Công. Vâng, một trận đấu mà tôi nghĩ rằng Milan không nên đánh cung trong trận này. Vâng, tỷ số có lẽ rằng sẽ là 3-0 trong trận đấu thứ 3 dành cho thành viên của bên phía team Thái Bình.
Vâng, xe đấu thứ ba đã kết thúc với tỷ số là 3-0. Các bạn hãy cùng tôi chờ đợi những phút để đến với xe đấu thứ tư ngay bây giờ.